biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hành quân đến vị trí tập kết tại trường bắn trên biển thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Các kiếp bắn trên hai tàu đã lần lượt thực hiện các bài bắn pháo đối hải AK-176 và bắn maquette thủy lôi với súng 14,5 ly theo đúng điều kiện bài bắn thi đấu. Tại buổi tập bắn đạn thật, hai tàu đã tiến hành tổng cộng 3 lượt bắn pháo AK-176 vào mục tiêu bia cách 8,6 km. Nội dung bắn pháo đối hải AK-176 phức tạp nhất, đòi hỏi sự hoạt động đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng bộ pháo radar, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, phối hợp giữa các vị trí trong kiếp bắn. Ở nội dung bắn maquette thủy lôi với súng 14,5mm, xạ thủ của ta đã giữ được thành tích bắn như khi luyện tập ở trong nước, mặc dù điều kiện sóng gió cấp 4, cấp 5 trong cả 3 lượt bắn. Bắn thực tế tại Nga lần này sóng gió thì điều kiện sóng gió to, rất khó để cho xạ thủ lấy được đường ngắm ổn định. Tôi đã nhanh chóng chớp thời cơ điểm xạ và đã tiêu diệt được mục tiêu. Có thể nói đến với thời điểm này tôi rất tự tin mang tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game, nhất định tôi sẽ đạt được kết quả cao nhất trong hội thi. Mặc dù điều kiện thời tiết sóng gió tương đối lớn cấp 4 đến cấp 5, tuy nhiên hai tàu của lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện cho kiếp tác thủ thuần thục các bài bắn, và chúng tôi đã tổ chức bắn cho đến thời điểm hiện tại đã kết thúc và kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi tự tin lữ đoàn đã sẵn sàng bước vào phần thi bắn pháo tranh tài trong hội thi Army Game thời gian tới. Cùng với các giai đoạn huấn luyện trong nước, lần bắn đạn thật tại Liên bang Nga đã góp phần hoàn thiện kỹ năng thực hành cho kíp xạ thủ trong các bài bắn theo đúng điều kiện và yêu cầu chiến thuật của môn thi cúp biển sẽ diễn ra tới đây.